Trước đó trong phần xét hỏi, đại diện công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí thừa nhận việc dừng thi công dự án đã gây thiệt hại hơn 543 tỷ đồng đúng như cáo trạng đã nêu, trong khi bị cáo Đinh La Thăng vẫn bao biện về việc chỉ định thầu dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ. Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, đại diện công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí cho biết, dự án Ethanol Phú Thọ được thi công từ cuối năm 2009 đến tháng 3 năm 2013 phải tạm dừng vì nhà thầu không đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án. Hiệu quả đầu tư của dự án chưa được phát huy, chi phí đào tạo nhân lực lãng phí, hàng trăm kỹ sư, công nhân, lao động rơi vào tình trạng không có việc làm, trang thiết bị máy móc bị đắp chiếu, gây lãng phí cho nhà nước trở lại phòng xét xử sau thời gian bị cách ly bị cáo đinh la thăng cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí việt nam đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo tham gia quá trình tố tụng để nắm được nội dung khi hội đồng xét xử hỏi sẽ trả lời vào trọng tâm thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải thích việc cách ly các bị cáo để đảm bảo tính khách quan trong lời khai bị cáo chỉ bị cách ly trong quá trình xét hỏi còn phần tranh tụng sẽ được tham gia như bình thường đại diện viện kiểm sát đặt câu hỏi chủ trương chung của tập đoàn dầu khí việt nam ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong ngành dầu khí khi thực hiện trên thực tế có phải tuân thủ quy định của pháp luật bị cáo đinh la thăng khai trước hết là phải thực hiện quy định của pháp luật nhưng đồng thời trong nền kinh tế thị trường và đặc biệt là việc phát huy nội lực thực hiện chỉ đạo của chính phủ do sản lượng dầu khí việt nam có hạn nên phải đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu dịch vụ dầu khí từ 10 đến 15% lên 20 đến 25% trong năm 2015. Ngoài ra, các đơn vị có vốn góp của tập đoàn hoặc đơn vị thành viên mà không có vốn chi phối thì tập đoàn dầu khí Việt Nam sẽ có văn bản giới thiệu đơn vị của tập đoàn tham gia dự án đó. Bị cáo bao biện, đây là một chủ trương đương nhiên phải thực hiện theo quy định nhưng trong điều kiện đặc biệt thời kỳ đó thì thực hiện cả văn bản chỉ đạo cá biệt của chính phủ bị cáo triển khai đúng chủ trương không phải bằng chỉ đạo cá biệt của bị cáo mà bằng nghị quyết của Đảng ủy tập đoàn và nghị quyết của hội đồng quản trị để triển khai. Trước lời khai báo biện này của bị cáo Đinh La Thăng, đại diện viện kiểm sát viện dẫn nội dung văn bản của chính phủ nói rằng đồng ý về nguyên tắc cho tập đoàn dầu khí Việt Nam được chỉ định các đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ nhằm phát huy nội lực và kích cầu dịch vụ trong nước nhưng nhấn mạnh yêu cầu tập đoàn thực hiện đúng quy định của pháp luật về chỉ định thầu bị cáo đinh la thăng đã phải thừa nhận nội dung trong luận điểm này của đại diện viện kiểm sát